Tư lệnh, ngài tha cho tôi đi. Cứu mạng, bỏ tôi ra. Cứu mạng, bỏ tôi ra. Cậu đang làm gì? Lão gia dặn không cho bất cứ ai đến quấy rầy tư lệnh. Bây giờ tôi phải vào đưa Vũ Linh ra, nghe hiểu chưa? Lão gia nói là bất cứ ai. Cậu tránh ra hay không? Không tránh. Dương Hồng, cậu nghe hiểu rồi chứ? Tôi không thể dương mắt nhìn tay tư lệnh Đặng đó làm nhục Vũ Linh. Sau cùng cậu có chịu tránh ra không? Đại thiếu gia, nếu cậu muốn vào thì bắn tôi đi. Cậu nghĩ tôi không dám giết cậu sao? Bây giờ tôi đánh chết cậu, cậu có tin không? Đại thiếu gia, lão gia nói rồi, ông ấy biết cậu tại sao muốn lấy khẩu súng đó. Ông ấy nói nếu như tư lệnh Đặng xảy ra chuyện gì thì Đường gia sẽ đối diện với rắc rối mà trước đây chưa từng có. Tôi hỏi cậu một lần cuối, tránh ra hay không? Đại thiếu gia, tôi cũng không bằng lòng nhìn cô ấy bị tên khốn đó chà đạp. Nhưng nếu cậu muốn vào đó thì nổ súng bắn chết tôi đi. Đáng ghét. Dương Hồng, cậu nhớ lấy, tôi sớm muộn cũng giết cậu. Hãy tha cho tôi đi. Cứu mạng, bỏ tôi ra. Cứu mạng, bỏ tôi ra. Đừng mà, bỏ tôi ra. Cứu mạng. Đừng. Tôi nghe nói đại thiếu gia thích cô ấy. Thật có chuyện này à? Đương nhiên có chuyện này rồi. Nếu không Đường Hào Cường sao cứ bảo vệ cô nha đầu đó chứ. Ba, ba để con đi cho. Không cần. Ba, Vũ Linh thật sự không khỏe mà. Ba, tránh ra cho ba. Ba, tay tư lệnh họ Đặng đó chó má này, con sợ trên thuyền. Con sợ cái gì? Ba thấy con không sợ gì cả. Vì một con đàn bà mà ngay cả mặt mũi nhà họ Đường con cũng không quan tâm, con còn sợ cái gì chứ? Ba, con nghĩ tay họ Đặng này, chúng ta tốn chút tiền là có thể đuổi đi rồi. Nếu để Vũ Linh qua bồi rượu cho hắn thì lỡ hắn làm chuyện gì? Thời khắc mấu chốt này con còn bảo vệ cô ta, con không thấy tay họ Đặng đó nói lật mặt là lật mặt sao? Con có biết hậu quả gì không? Ba nói con nghe, hôm nay hắn làm ra chuyện gì với Vũ Linh thì ba không cản đâu. Vũ Linh không phải luôn nói với ba muốn cảm tạ con sao? Vậy thì hôm nay chính lúc cô ta báo đáp Đường gia chúng ta. Lão Tam, sao ông ở đây? Con kêu Tam Thúc giúp cho cô ấy chút thuốc sổ. Thuốc sổ? Cô ta đâu? Khi em đến thì cô ta không có ở đây rồi. Cô ta chạy rồi. Hậu Cường, đây đều là chuyện tốt con làm sao? Tay họ Đặng đó sẽ không bỏ qua đâu. Đại ca, Hậu Cường làm như vậy cũng là sợ tay họ Đặng làm càn. Vũ Linh rốt cuộc vẫn là cô gái mà. Lúc đầu nhìn thấy cô ta
thì tôi biết cô ấy không phải người dễ đối phó. Cô gái cái gì? Đàn bà loại này chỉ biết đến tiền thôi. Hậu Cường, con lập tức tìm cô ta về đi. Tìm không được thì đừng đến gặp ba. Đại ca, không có nghiêm trọng như vậy đâu. Tay họ Đặng đó không phải vì tiền sao? Có câu nói xưa mọi người nghe qua chưa? Đánh bạc ra kẻ cướp, dâm dục dẫn đến chết người. Tay họ Đặng bây giờ là đang đố kỵ điên cuồng, cỡ nào hắn cũng muốn chơi. Các người không nhớ sao? Sau lưng ông ta có tên Cao Mập và thị trưởng, đụng vào ông ta thì chuyện gì ông ta cũng dám làm. Chúng ta khó thoát khỏi kiếp nạn này. Con lập tức đi tìm. Không cần tìm, tôi ở đây. Lão gia, mạng của tôi là do đại thiếu gia cứu. Không có ân tình của Đường gia đối với tôi thì tôi không có ngày hôm nay. Tôi đi, tôi bảo đảm sẽ khiến tư lệnh vừa ý. Vũ Linh là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tối hôm nay tôi nhờ vào cô. Cảm ơn sự chiếu cố của lão gia. Tôi chạy chuốc một chút sẽ đi. Được. Tôi chuẩn bị xong rồi, có thể đi. Hậu Cường, sau khi tiệc rượu kết thúc, nói với chú một tiếng, chú đưa thuốc cho Vũ Linh. Vũ Linh tiểu thư đến rồi. Đến rồi. Cô rốt cuộc sao vậy? Tôi cử người đi tìm cô. Cô đỡ chút nào chưa? Tư lệnh đại nhân đại giá quang lâm, tiểu nữ dù khó chịu đến đâu cũng đến bồi rượu cho ngài. Vậy thì đúng rồi. Tư lệnh Đặng, người đến đủ rồi, chúng ta uống một ly đi. Uống, bây giờ uống đây. Vũ Linh tiểu thư, hôm nay chơi tới bến. Cô uống một ly, tôi uống ba ly. Sao có thể ức hiếp ngài tư lệnh chứ? Tư lệnh đánh nhau đổ máu vì chúng tôi ở tiền tuyến. Tiểu nữ nên uống hơn một ly mới đúng. Nào, tôi kính các vị lão gia ở đây một ly. Vũ Linh tôi có thể được các vị đây ngưỡng mộ, cảm thấy thật vinh hạnh. Được, uống. Ông chủ đường nào, đến ngồi đây đi. Nào nào, rượu đầy rồi. Đầy rồi, đầy rồi. Vũ Linh tiểu thư trông thật ngon nha, đẹp, xinh đẹp. Nào, uống rượu đi. Nào tư lệnh đại nhân, kính ngài một ly. Hai chúng ta uống rượu giao bôi. Ngon không? Tôi hôn cô một cái nha. Tư lệnh, Vũ Linh tiểu thư thật xinh đẹp, xinh đẹp, hát hay.
Người cũng đẹp. Tư lệnh, đừng làm vậy mà. Tôi nói ông nghe, hôm nay nếu ông không khiến tôi vui vẻ thì tôi phân cao thấp với ông. Uống, tôi rất vui. Làm như vậy, rót rượu đi. Vũ Linh, tôi rất vui. Uống rượu. Uống rượu nào. Ông chủ đường, nào nào. Nào. Nào nào nào. Hồng Cường, ba không phải người lòng dạ sắt đá, nhưng sự việc phải phân nặng nhẹ. Con đừng quên, con là tổng giám đốc của Vinh Quang. Con biết chứ, nhân tay này không có nhân nghĩa gì cả. Con đã từng thề qua, con nhớ lấy, sớm muộn gì con cũng phải đối diện chuyện mà con không muốn làm. Con cần phải chấp nhận. Đây chính là chuyện ba muốn con làm. Hiểu không? Con hiểu. Hiểu rồi thì về đi. Chuyện tối nay mới bắt đầu thôi. Dương Hồng, chuyện đã làm xong chưa? Tôi chưa làm xong. Tại sao? Cô ta sinh con rồi. Thật trùng hợp, nên tôi không thể bắt cô ta đi. Biết rồi. Tôi không trách cậu. Dương Hồng, tối nay cậu phải cẩn thận. Hiểu rồi. Ăn nữa đi. Được được. Cái gì? Thật sao? Cậu đợi tôi ở dưới thuyền. Chứ gì tệ nhân đi trước đây. Tứ di thái của tôi bị người ta hãm hại. Trong lúc này sợ hãi sinh cho tôi một đứa con mập mập. Tôi phải về đây. Cục trưởng Cao, chúc mừng, chúc mừng. Người đâu? Dẫn cục trưởng Cao đến phòng kế toán lãnh 1.000 đồng đại dương cũng coi như quà mừng của tôi. Cái này ông chủ đường, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Cảm ơn ông chủ đường, đừng khách sáo. Tư lệnh Đặng, ông chơi vui nha. Đi, mau đi đi. Phó thị trưởng Diêu, về xem em họ của ông đi chứ. Mau lên, Tư lệnh Đặng chơi vui nha. Cáo từ, cáo từ. Thứ cho không tiễn, thứ cho không tiễn. Có con trai là tốt rồi. Tôi cũng có ba bà vợ sinh cho tôi ba cô con gái, đều là phế vật. Nếu tôi cưới thêm bà Tư, tôi nhất định phải khiến cô ấy sinh được đứa con trai. Không uống nữa, không uống ở đây nữa. Vào cabin của tôi uống. Tư lệnh Đặng. Tư lệnh, đại thiếu gia có gì phân phó sao? Có phải không để tôi dẫn Vũ Linh tiểu thư đi không? Không, 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 không có ý đó. Vậy thì xem Vũ Linh tiểu thư như thế nào. Chúng tôi không có quyền để xen vào chuyện của người khác. Đúng không, Hầu Cường? Đại thiếu gia, vừa nãy tôi nghe phó cục trưởng Cao nói mạng của Vũ Linh tiểu thư là do cậu cứu. Đại thiếu gia cậu anh hùng cứu mỹ nhân, ngoài can đảm nghĩ hiệp ra, có phải còn có suy nghĩ khác? Tôi tuyệt đối không phá hỏng chuyện người khác. Hôm nay nể mặt ba cậu, đại thiếu gia cậu cho tôi một câu dứt khoát đi. Hôm nay tôi có thể dẫn Vũ Linh tiểu thư đi không? Chỉ cần một câu nói của đại thiếu gia. Súng của Tư lệnh Đặng không tệ nha. Súng
Súng là quà khi tôi tốt nghiệp quỹ viên trưởng tặng tôi. Ý gì, đại thiếu gia? Tôi lệnh Đặng. Tôi lệnh Đặng, Đường Hào Cường tôi cũng là người thích súng. Vũ Linh tiểu thư với tôi chỉ là bèo nước gặp nhau. Tôi cứu cô ấy là đạo nghĩa giang hồ, không có suy nghĩ khác. Nhưng nếu không có tôi cứu Vũ Linh tiểu thư về, thì cô ấy sao có thể có duyên gặp được tư lệnh Đặng chứ? Tư lệnh có thể cất nhắc tặng súng mà ông yêu thích cho tôi không? Tôi hiểu rồi. Mỹ nhân và súng đều là máu thịt của đàn ông, đổi lại người khác đều không có. Hôm nay tôi tặng cái súng này cho cậu, coi như tôi thay Vũ Linh tiểu thư trả lại ân tình này cho cậu. Đừng nói là cái súng, ngay cả cậu muốn lấy khẩu pháo trong pháo đài Thượng Hải của tôi cũng bằng lòng. Tôi nói một câu nữa cho các người nghe, sau này trên đất Thượng Hải này, nếu ai dám gây phiền phức cho ông chủ đường thì chính là tìm tôi gây chuyện. Thôi được rồi, tôi cáo từ. Tôi đi đây. Hầu Cường, đàn ông cầm lên được thì bỏ xuống được. Tiểu bảo bối, đừng mà. Tư lệnh, đừng mà, đừng mà. Ngài không muốn uống rượu sao? Tôi thấy ở đây không có rượu, tôi đi lấy nha. Uống gì mà uống, tôi dẫn cô đến đây không phải để uống rượu. Không uống rượu, được thôi. Tư lệnh, ngài làm tôi đau, bỏ tay tôi ra đi, được không? Tư lệnh, tôi thấy ngày hôm nay uống nhiều rồi, chỉ bằng như vậy đi. Ông nghỉ ngơi trước, tôi cáo từ. Cô muốn đi à? Cô còn giả bộ hồ đồ sao? Tư lệnh, tôi thấy ngài nhầm lẫn rồi. Tôi chỉ bán nghệ chứ không bán sự trong trắng. Trong trắng? Dưới trời đất này còn có người phụ nữ trong trắng sao? Ông chủ của cô đã tặng cô cho tôi rồi. Vì cái gì? Là vì để tôi đừng gây phiền phức cho ông ta. Ông ta là người thông minh, ông ta dùng cô để đổi lấy bình yên cho Vinh Hoa. Hơn nữa, người phụ nữ trong trắng thế nào đi nữa, qua tay tôi cũng không còn trong trắng nữa. Thế nào rồi? Tay họ Đặng đó được thuộc hạ của ông ta đưa về cabin rồi, con không thể nào ra tay. Tay háo sắc này chết đến nơi rồi còn nằm mơ sao? Còn có tên Dương Hồng quản gia đó cũng luôn theo sát. Bà thấy là do người của Đường Anh Minh sắp xếp, vừa giúp ông ta trong nhà, vừa tặng phụ nữ. Đường Anh Minh này càng ngày càng không biết liêm sỉ rồi. Xem ra ông ta đối phó không được tay họ Đặng này. Tay họ Đặng là khắc tinh của ông ta. Vậy chúng ta trừ khử tay họ Đặng, đánh vào điểm yếu của tay Đường Anh Minh, xem rốt cuộc ông ta làm sao. Con sợ tên họ Đặng này ngày mai sẽ xuống thuyền. Không đâu, hắn nếu nhìn trúng người phụ nữ này thì sẽ không xuống thuyền nhanh như vậy đâu. Chúng ta vẫn có cơ hội. Lần này tôi không lên thuyền công cốc. Tôi có ba bà vợ. Bọn họ so sánh với cô,
một người là tiên nữ trên trời. Ba người đó đều là cóc ghẻ. Tôi được làm thần tiên rồi. Tôi cho cô làm bà Tư. Tư lệnh, tôi chẳng qua chỉ là ca sĩ, sao có thể xứng với ân sủng của ngài. Hơn nữa, tôi đã kết hôn với người ta rồi. Tư lệnh, ngài tha cho tôi đi. Cô gả cho ai rồi? Cô gạt tôi sao? Cô nhìn trúng Đường Hào Cường đúng không? Tôi biết hết. Nhưng vừa nãy cô cũng nhìn thấy rồi. Tôi hỏi cậu ta có phải có ý với cô không? Cậu ta không thừa nhận. Tên tiểu tử như hắn không có gan. Cái này cô cũng không trách tôi được đâu. Tư lệnh, tôi thật sự có chồng rồi. Đại nhân, ngài đại lượng tha cho tôi đi. Tôi nói cô nghe, tối nay tôi không có được cô thì ngày mai tôi sẽ đóng cửa con thuyền này. Đến khi đó, Đường Hào Cường sẽ đổ trách nhiệm này lên đầu cô. Tôi đây là đang giúp cô. Không cảm kích tôi sao? Tôi không quan tâm cô gả cho ai. Tối nay tôi phải nếm thử cô trước đã. Đúng rồi, sau này con đừng lạnh nhạt với Đường Hào Kiệt nữa. Tại sao? Con hình như cũng không phải hận cậu ta lắm. Con chỉ muốn trả ân tình cho anh ấy. Sau này con biết phải làm thế nào. Thư Nhi à, nói thực ra những năm này con luôn theo ba. Con có cảm thấy thiệt thòi không? Ba, mạng của con là do ba cứu. Bất luận sau này ba làm gì thì cả đời con cũng trả không hết ân tình của ba. Nói là nói như thế, nhưng con vẫn là phụ nữ. Con yên tâm, đợi chúng ta báo thù xong, ba giúp con tìm một nhà tốt, để sau này con có trải qua ngày tháng tốt đẹp. Con không kết hôn, con theo ba cả đời. Nếu ba chết rồi thì sao? Con sẽ tìm một nơi yên tĩnh sống hết đời còn lại. Con không muốn gả đi, không muốn có con. Con vì muốn báo thù mà sống tiếp. Báo xong thù, con chết hay sống cũng không sao. Có phải con cảm thấy hai tay này của con dính quá nhiều máu, rửa không sạch không? Người con giết đều là kẻ đáng chết. Máu trên tay họ còn nhiều hơn con. Được rồi, đó là chuyện sau này. Tóm lại bây giờ con phải nghĩ cách tiếp cận Đường Hào Kiệt, hiểu rõ mâu thuẫn của bọn họ. Phải để cậu ta biết sự giả dối của Đường Anh Minh. Và phải để con trai hận cha, vợ không tin chồng. Bà phải khiến ông ta bị cô lập hoàn toàn, sống không bằng chết, sau cùng đi vào đường cùng, tự kết liễu đời mình. Tô canh này chỉ có thể cho tư lệnh uống, rõ chưa? Rõ.
Tôi đã cởi rồi. Cô cởi đi. Cô không cởi thì để tôi cởi giùm cô. Không cần, không cần. Tư lệnh, để tự tôi. Ai? Tư lệnh, đây là chén canh thập toàn đại bổ do ông chủ đích thân dặn dò nhà bếp làm cho ngài, kêu tôi mang cho ngài. Mời ngài. Cái gì? Canh thập toàn đại bổ? Bây giờ lão tử không uống. Tư lệnh, canh này là dựa theo bí quyết gia truyền trong cung nấu. Nó có thể... Ông chủ đường thật sự có lòng. Mau mau mau, đưa vào trong, đưa vào trong. Mời tư lệnh dùng thông thả. Tư lệnh, món canh đó nóng lắm, không tốt cho sức khỏe. Cô không cho tôi uống, cô sợ sao? Tôi uống xong cái này, cô đừng trách tôi. Vậy được, vậy ngài uống từ từ thôi. Tôi đi tắm. Tắm đi. Cậu đang làm gì? Lão gia dặn không cho bất cứ ai đến quấy rầy tư lệnh. Bây giờ tôi phải vào đưa Vũ Linh ra, nghe hiểu chưa? Lão gia nói là bất cứ ai. Cậu tránh ra hay không? Không tránh. Dương Hồng, cậu nghe hiểu rồi chứ? Tôi không thể dương mắt nhìn tay tư lệnh đặng đó làm nhục Vũ Linh. Sau cùng cậu có chịu tránh ra không? Đại thiếu gia, nếu cậu muốn vào thì bắn tôi đi. Cậu nghĩ tôi không dám giết cậu sao? Bây giờ tôi đánh chết cậu, cậu có tin không? Đại thiếu gia, lão gia nói rồi, ông ấy biết cậu tại sao muốn lấy khẩu súng đó. Ông ấy nói nếu như tư lệnh đặng xảy ra chuyện gì thì Đường gia sẽ đối diện với rắc rối mà trước đây chưa từng có. Tôi hỏi cậu một lần cuối, tránh ra hay không? Đại thiếu gia, tôi cũng không bằng lòng nhìn cô ấy bị tên khốn đó chà đạp. Nhưng nếu cậu muốn vào đó thì nổ súng bắn chết tôi đi. Đáng ghét. Dương Hồng, cậu nhớ lấy, tôi sớm muộn cũng giết cậu. Bà cô nhỏ của tôi, khi nào thì cô mới tắm xong đây? Sao ngài sốt ruột vậy? Tôi tắm xong ngay đây. Vậy tôi đợi cô trên giường nha. Hầu Kiệt, mẹ luôn nghĩ nếu còn có thể tìm được việc gì thích hợp ở nước ngoài thì rời khỏi Thượng Hải đến một nơi khác. Mẹ, mẹ có ý gì? Con mới từ Hồng Kông quay về, mẹ lại muốn đuổi con đi nữa sao? Con muốn ở lại trên thuyền, con muốn làm việc giúp Tam Thúc. Còn nữa, con muốn khuyên bảo đại ca và cả ba đừng suốt ngày làm những chuyện đánh đánh giết giết nữa. Phải, bà con cũng muốn rửa tay gác kiếm rồi. Nhưng con người sống trên đời, có nhiều chuyện không phải muốn quay đầu là quay đầu. Ngoại trừ người đó chết đi thì mới giải thoát thôi.
Hôm nay mẹ sao vậy? Sao lại nói những lời khó hiểu vậy? Dù sao đi nữa, sau này cho dù con đến đâu cũng không thể tùy tiện tin người quá. Phải tự học cách chăm sóc bản thân. Con đừng thấy trên thuyền bình an vô sự, Thực ra gì? Con trai, nếu như có một ngày thực sự xảy ra chuyện gì, con phải nhanh chóng rời khỏi chiếc thuyền này, đi càng xa càng tốt. Mẹ thật sự hy vọng con ở lại Hồng Kông, đừng quay về. Bà cô nhỏ của tôi khi nào mới xong đây? Sao ông sốt ruột vậy chứ? Tôi lập tức ra ngay đi. Sao cô lại khóa cửa? Nếu còn không mở cửa thì tôi xông vào đó. Sao cửa không bể vậy? Nóng quá. Tư lệnh, ngài tha cho tôi đi. Cứu mạng. Bỏ tôi ra. Cứu mạng. Bỏ tôi ra. Đừng mà. Bỏ tôi ra. Cứu mạng. Đừng. Vũ Linh tiểu thư, Dương đại ca, anh luôn ở đây sao? Cô muốn đi đâu? Tư lệnh đã ngủ rồi, tôi phải đi về. Lão già phân phó hôm nay không được vào cũng không được ra. Tôi cầu xin anh thả tôi đi đi. Không được. Dương đại ca, cảm ơn anh đã đưa bát canh đó cho tôi. Anh là người tốt. Anh biết tôi không biết gì cả, tôi chỉ dựa theo lời dặn của lão gia. Tôi biết trong mắt các người tôi chỉ là kỹ nữ, là một kỹ nữ được người ta đưa đến đưa lui. Nhưng tôi không phải. Tôi cũng là một con người. Tư lệnh ông ta đã ngủ say rồi. Chẳng lẽ tôi ở bên cạnh ông ta đến sáng luôn sao? Dương đại ca, tôi xin anh thả tôi đi giùm. Anh thật sự muốn tôi ở bên ông ta sao? Nếu anh thả tôi đi thì cả đời này tôi sẽ nhớ ơn anh. Đại thiếu gia cậu ta có đến đây là tôi không cho cậu ta vào. Hậu Cương, tên họ Đặng đó đã làm gì cô rồi? Nói thật cho tôi biết. Tôi tên tư lệnh đó, hắn máu ở đâu vậy? Tôi không biết. Sao tôi dính máu vậy chứ? Tôi không biết. Ở đây chờ tôi. Anh đi đâu vậy đại thiếu gia?
Thầu Cường. Hầu Cường, cầm lấy. Hầu Cường, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Anh cầm vali của tôi làm gì? Hầu Cường, anh làm gì đó? Rốt cuộc có chuyện gì, anh nói tôi nghe đi. Anh muốn làm gì? Anh nói đi chứ, anh đang làm gì? Tên họ Đặng chết rồi. Cái gì? Nhưng tôi không có giết ông ta. Tôi biết, nhưng cô cảm thấy trên thuyền này có người tin cô sao? Cầm lấy số tiền này. Đi. Đưa cô xuống thuyền. Chào, chào. Chào Đường lão gia. Chào Đường lão gia. Buôn bán thế nào rồi? Mày có ông chiếu cố thường xuyên. Sau này có gì khó khăn, cứ đến tìm tôi. Cảm ơn Đường lão gia. Cần cho tôi 2 cân quýt. Được. Ba. Sao vậy? Đại ca, là một đao chết ngay sao? Một đao chết ngay, đâm thẳng vào tim, rất chuẩn. Dương Hồng, ngoài Vũ Linh ra, căn phòng này còn có ai đến nữa? Nói. Đại thiếu gia, con có đến căn phòng này, nhưng khi con vào, ông ta đã chết rồi. Bây giờ con rất tò mò, không biết tại sao trên ngực tên họ Đặng này lại cấm con vào. Con nói dối. Chả lẽ là Vũ Linh làm sao? Vũ Linh dù không chịu lên giường với ông ta thì cô ấy cũng không dám giết ông ta. Dù cô ta muốn giết người này thì cô ta cũng không có cái gan đó, không có công phu tốt như vậy. Chỉ có con có cái gan này thôi. Ba, con xin ba tin con. Con thực sự chỉ đánh ngất Dương Hồng thôi, nhưng khi con vào, ông ta đã chết rồi. Trên ngực ông ta cắm con dao, con thực sự không biết do ai làm. Con không giết ông ta. Vậy Vũ Linh đâu? Vũ Linh, con không biết. Không biết. Được thôi, hai người thông đồng làm ra chuyện này. Sao ba lại để Dương Hồng đứng canh ở cửa chứ? Là để cảnh cáo con. Nếu con còn muốn xông vào thì con biết hậu quả chứ. Ông ta là ai? Con không phải không biết. Ông ta là cháu trai của bộ trưởng quân sự Hà Ứng Khâm. Hà Ứng Khâm ra tay thì Đường gia chúng ta sẽ biến mất ở Thượng Hải.
Ba nghĩ lúc này Đường Anh Minh đã phát hiện ra thi thể rồi. Con cũng nghĩ như vậy. Ba muốn xem ông ta làm sao để qua ải này. Ai? Đường Hào Kiệt. Mạnh tiểu thư, vào đi. Nhị thiếu gia, đây là cha tôi. Chào ông, tôi tên Đường Hào Kiệt, nhị thiếu gia của Đường gia. Tôi biết Đường gia các cậu ai ai cũng nổi tiếng. Nghe nói cậu vừa trở về từ Hồng Kông cách đây không lâu. Dạ. Con đi học. Được. Người trẻ tuổi các cậu nói chuyện đi. Tôi vào phòng trong. Ba, để con ở bên ba. Ba không sao. Nếu tiện, tôi có vài lời muốn nói với ông. Tôi đúng với ông. Đại ca, chuyện này cũng có phần của em. Em bỏ thuốc trong canh, chỉ cần ông ta uống canh thì sẽ ngủ, ngủ một mạch đến sáng. Lão Tam, Hào Cường không hiểu chuyện. Chẳng lẽ em cũng không biết lợi hại trong đó sao? Tôi thật sự không biết chuyện lại phát triển đến mức này. Lão già, tin này một khi truyền ra ngoài thì người của tư lệnh Đặng sẽ vào đây. Tôi thấy việc đã đến nước này, chúng ta mau chóng nghĩ cách qua ải mới nói đi. Qua ải không dễ vậy đâu. Vậy tôi lập tức phái người dứt ông ta vào biển. Cậu nghĩ họ ngốc sao? Thuộc hạ của tên họ Đặng bây giờ đang ở bên ngoài. Cậu dìm ông ta vào trong biển, hắn dẫn đến đòi người. Điều này khác sao? Vừa khéo tạo cái cớ cho chúng quét sạch Vinh Hoa chúng ta. Cậu nói tôi đánh con gái tôi. Cậu thật biết đùa. Tôi tận mắt nhìn thấy trên tay của Mạnh tiểu thư có vết thương. Nhị thiếu gia, cậu có nhìn nhầm không? Sao tôi có thể đánh con gái của mình được chứ? Mạnh tiên sinh, về lý mà nói thì chuyện nhà của ông tôi không nên hỏi. Nhưng Mạnh tiểu thư thấu tình đạt lý, cô ấy sẽ không làm chuyện gì để ông đánh cô ấy. Cho dù cô ấy có làm thì ông cũng không nên động thủ. Nhị thiếu gia, cậu thật biết viết chuyện. Mạnh thư là con gái ruột của tôi. Tôi thương nó còn không hết, nỡ lòng nào tôi đánh nó chứ. Từ khi mẹ nó qua đời, cha con chúng tôi nương tựa nhau. Nó là mạng của tôi. Cho dù tôi có đánh tôi cũng sẽ không đánh nó. Mạnh thư, ba, lúc nãy nhị thiếu gia bên giật thay con. Bên giật sao? Phải, cậu ta nói ba đánh con. Nhị thiếu gia, anh thật biết đùa. Ba, con dìu ba về phòng nghỉ ngơi trước. Nhị thiếu gia, tôi không trách cậu. Cậu quan tâm Mạnh thư chúng tôi rất vui. Có rảnh thường xuyên đến chơi. Chúng ta về phòng. Lão già, như vậy đi. Bây giờ ông cho người trói tôi lại, đưa đến vệ binh tư lệnh Đặng, nói người do tôi giết. Muốn giết muốn đánh Dương Hồng tôi cũng không nói gì. Lão già, ông không trói tôi, vậy tôi tự làm. Dương Hồng, quay lại. Dương Hồng, với mấy lời cậu nói, từ bây giờ cậu chính là nghĩa tử của tôi. Không lão già, tôi không xứng. Không,
Cậu xứng. Lão gia, Dương Hồng cảm tạ lão gia đối tốt với tôi, nhưng Dương Hồng không thể làm con của lão gia. Bây giờ tôi chết đi cũng không dương vấn. Nhận lão gia làm cha rồi thì sẽ có dương vấn. Lão gia không còn thời gian nữa đâu, mau trói tôi lại đi. Dương Hồng, cậu không làm nghĩa tử của tôi, tôi sẽ không cưỡng cầu. Cậu đứng lên đi. Hậu Cường, con muốn làm gì? Tam Thúc, đến thư phòng cháu lấy qua nhà máu giữa ngăn kéo. Hậu Cường, con thật sự muốn làm vậy sao? Ba, chỉ có thể như vậy, là qua nhảy máu sát hại tư lệnh Đặng, cũng bắn vào con. Nếu như Hà Ứng Khâm có tra thì cũng không tra ra Đường gia chúng ta. Đường gia không có trách nhiệm, ngoài ra cũng có thể thoát tội. Ba bị nghi ngờ sát hại đồ đệ của ba. Đại thiếu gia, phát súng này nên để tôi gánh cho. Đây là chuyện của Đường gia. Ba, chỉ có con trai Đường gia bị bắn thì chúng ta sẽ không bị tình nghi. Hậu Cường, nghĩ cách khác được không? Tam Thúc, không kịp đâu. Người của tên họ Đặng sắp lên thuyền rồi. Chú mau đến văn phòng con lấy qua nhà máu. Mau lên. Bắn vào chỗ hiểm, nếu không sẽ không giống. Ba làm được mà. Nào, nào, ba, bắn vào con đi. Ba, ba nổ súng đi. Ba nổ súng đi. Không kịp nữa rồi, ba mau nổ súng đi. Những gì mọi người nói đều là thật. Triệu tư lệnh con trai ông chủ Đường, Đường Hào Cường bị thương nặng và đang được cấp cứu. Phó tư lệnh, Đặng tư lệnh lên thuyền là do tôi sắp xếp. Bây giờ lại xuất hiện tình trạng này trong khu vực tôi quản lý, tôi vô cùng thương tiếc. Hậu Cường, Hậu Cường, Hậu Cường đâu? Mẹ, sao mẹ tới đây? Anh con đâu? Anh con bị người ta ám toán. Ám toán? Là ai ám toán nó? Có nguy hiểm không? Mẹ không sao đâu, Tam Thúc của con đã cứu anh ấy về, mẹ yên tâm. Rốt cuộc là ai ám toán nó? Hình như là ở trong phòng của tư lệnh nào đó. Nghe nói là qua nhà máu. Qua nhà máu? Hậu Kiệt, con ở đây chăm sóc tốt cho anh con. Dạ. Đại ca, đại ca, đại ca, anh sao rồi? Anh nói đi. Tới nhà thờ tìm Vũ Linh. Được, em đi làm ngay. Em làm ngay. Nói như vậy, qua nhảy máu này đã giết không ít người. Rốt cuộc hắn là ai? Cục trưởng Cao luôn điều tra. Anh ta xuất quỷ nhập thần, võ nghệ cao cường, nhất thời vẫn chưa tìm ra. Lần này Hầu Cường và tư lệnh gặp nạn, tôi cũng có trách nhiệm. Dù gì cũng đang ở trên thuyền của tôi, là bi chức vô năng, không thể phá án kịp thời mới khiến tư lệnh chết thảm như vậy. Tôi sẵn sàng từ chức. Anh từ chức thì có ích gì? Bây giờ tôi cần người. Nếu cấp trên hỏi xuống thì tôi biết ăn nói sao đây. Ông chủ Đường,
Tình hình của Hào Cường con trai anh không tốt, anh đi xem thử đi. Con trai tôi vì cứu tư lệnh xém chút mất mạng, mấy anh còn chĩa súng vào chúng tôi. Có bản lĩnh thì nổ súng đi, bắn đi. Phó tư lệnh, Đặng tư lệnh là một quân nhân chết trong niềm vui, không phải chiến trường. Tôi nghĩ Hạ Bộ trưởng cũng không muốn cho nhiều người biết về chuyện này. Tôi thấy phó tư lệnh cũng là một nam tử nhiệt huyết. Tất cả quân nhân cũng đều muốn đánh Nhật và giết kẻ thù trên tiền tuyến, chứ không muốn ở đây làm trưởng quan canh gác tìm thuốc vui chơi. Ai chĩa súng vào quân Nhật là anh hùng, nhắm vào đồng bào mình thì coi là hảo hán sao? Phó tư lệnh, chuyện cũng xảy ra rồi, nên mau chóng nghĩ cách giải quyết. Nếu chút nữa phóng viên tin tức đến, tin này bị báo chí truyền ra ngoài, vậy thì các vị sẽ đau đầu hơn. Tôi biết bà sẽ tới. Là ông đã ra tay, là ông hại Hậu Cường. Bà nhìn tôi như vậy, giống kẻ có thể giết người sao? Là ông thuê người, tôi biết chắc chắn là ông. Tôi từng nói là đừng làm hại con tôi mà. Bây giờ tôi nói gì bà đều không tin. Bà ra tay giết tôi đi. Phó tư lệnh, bây giờ tình hình hỗn loạn, Đảng Cộng sản hung hăng ngang ngược, tôi nghi ngờ chuyện này có thể liên quan đến Đảng Cộng sản, cho nên tôi báo cáo với Sở Cảnh sát tỉnh Giang Tô, hy vọng họ cử người tới phụ trách vụ án, chắc chắn sẽ nhanh chóng giải quyết vụ việc. Phó cục trưởng Cao tương đối quen thuộc với địa hình của Thượng Hải, anh ta sẽ hỗ trợ phá án, tôi sẽ làm hết sức mình. Phó tư lệnh, anh xem như vậy được không? Chỉ bằng để anh báo cáo với quân bộ, nói Đặng tư lệnh trong lúc rút lui đã hy sinh trong vụ máy bay Nhật của anh Tạc. Như vậy sẽ bảo vệ sự trong sạch của Đặng tư lệnh, cũng che được thể diện cho Hà Bộ trưởng. Và không liên quan Phó Thị trưởng Diêu, Phó Cục trưởng Cao cũng không phải chịu trách nhiệm, cũng dễ ăn nói với tất cả quân nhân. Phó tư lệnh, anh thấy sao? Đặng tư lệnh chinh chiến cả đời, công trạng to lớn, không ngờ lại không chết trên chiến trường, lại chết tại... Là thuộc hạ đã theo anh ta nhiều năm, tôi không trả thù cho anh ta, sao mà hợp lý cho được? Tôi đã phong tỏa con thuyền này, tiến hành lục soát triệt để. Tôi nghĩ chắc sau khi qua nhà máu gây án thì đã bỏ trốn rồi. Không tìm ra hung thủ, người của tôi sẽ không xuống thuyền. Ông không thể rời khỏi con thuyền này được sao? Ông rời khỏi nơi này đi. Tôi không thể. Mỹ Cúc, tôi nói cho bà biết, mặc kệ là ai làm Hào Cường bị thương, tôi đều cảm thấy rất vui, vì nó là con trai của Đường Anh Minh. Bà ra tay đi. Nếu bà không giết tôi vẫn sẽ tiếp tục trả thù. Nhưng tôi cho ông biết, nếu ông làm tổn thương con tôi cũng sẽ không tha cho ông. Ba, xảy ra chuyện gì vậy? Mỹ Cúc, bà ấy muốn giết ba. Vậy con đi giết bà ấy trước. Hỗn xược. Cuộc chiến ở tiền tuyến đẫm máu, nhưng quân Hưởng lại trì hoãn mãi. Các anh em đã quán hờn khắp nơi, bây giờ tư lệnh lại bỏ mạng, tôi sợ lòng quân không yên, sẽ xảy ra binh biến. Mọi người, ông chủ đường, không giải thích với tôi, làm sao tôi giải thích với các anh em đây? Đúng vậy, Đường Anh Minh tôi là thương nhân, cũng là người có lòng yêu nước, trung thành với quân đội của tư lệnh và vì nước, tôi vô cùng khâm phục. Tuy tư lệnh không xảy ra chuyện trên thuyền của tôi,
nhưng là một công dân của một nước, thăm hỏi quân nhân. Đây cũng là trách nhiệm tôi nên làm. Tôi quyên góp 100 đồng đại dương cho phó tư lệnh, coi như một khoản trợ cấp cho anh em. Tuy không thấm vào đâu, cũng xem như là tâm ý của tôi. Ông chủ đường hiểu nỗi khổ của tôi. Tôi thay mặt đám anh em cảm ơn ông. Chúng tôi lập tức trở lại chiến tuyến chống Nhật ở pháo đài Ngô Tùng. Quyên góp của ông chủ đường chắc chắn sẽ thúc đẩy sĩ khí. Tôi nghĩ tư lệnh nơi chính suối cũng cảm thấy an ủi. Những chuyện lạc vặt không gì phải lo lắng. Tư lệnh đừng để trong lòng. Tiền, tôi sẽ nhờ phòng thu chi xuất ngân phiếu. Mời phó tư lệnh cử người đi lấy. Được, tôi sẽ đích thân đi. Vẫn mong ông chủ đường mau chóng thực hiện. Tôi lập tức đi làm ngay. Không có gì buồn hơn là chết. Ba, nếu bà ấy nói hết mọi chuyện cho Đường Anh Minh nghe, vậy không phải kế hoạch của chúng ta đã thất bại sao? Không có đâu. Tinh thần của bà ấy sắp suy sụp rồi. Đúng rồi, tình hình bên con sao rồi? Đường Anh Minh đúng là lão già gian xảo, lại để ông ta thoát một kiếp nạn. Đám binh sĩ và cảnh sát kia đều đi rồi. Ông ta đây là bỏ xe dễ xoáy. Trừ Đường Anh Minh, ai còn nổ súng với con trai mình? Ý ba là ông ta nổ súng. Lão gia, Hậu Cường sao rồi? Tôi hỏi rồi, Tam Thúc nói chắc không có vấn đề gì. Nếu Hậu Cường có mệnh hệ gì, làm sao tôi ăn nói với Mỹ Cúc đây? Lão gia, tôi xin lỗi. Đi, tìm Vũ Linh về cho tôi. Tôi muốn biết chân tướng vụ việc. Rõ. Con về nói với ba, Hậu Cường bị người ta đánh bị thương. Ba biết ngay là Đường Anh Minh làm. Ông ta còn tàn nhẫn hơn xưa. Mạnh Thư, ba nghĩ kỹ rồi. Chúng ta không thể cứ dùng việc giết người để ép ông ta. Bây giờ quan trọng là đã kích tinh thần của ông ta. Vết thương trí mạng quan trọng nhất của một người là tình cảm. Cho nên ba muốn Đường Hào Kiệt thích con, để cậu ta tin con. Sau đó con nói với cậu ta, vì cha cậu ta là một người giết người không thấy máu, cho nên con không thể gả cho cậu ta. Vậy thì nó sẽ hận Đường Anh Minh. Còn về Đường Hậu Cường, ba tự có cách đối phó với cậu ta. Cô gái làng chơi Vũ Linh kia không phải rất thân thiết với cậu ta sao? Không phải con lo mình sẽ thích anh ta chứ? Con sẽ không thích anh ta. Con chỉ là sợ anh ta không tin con. Con yên tâm, con xinh đẹp như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ thích con. Thư Nhi à, từ nhỏ con đã múa dao bắn súng. Con không thể biết một người phụ nữ muốn làm người đàn ông bị thương. Điều quan trọng nhất không phải là dao súng, mà chính là tình cảm. Con làm tổn thương trái tim cậu ta, làm cậu ta đau lòng mới là chuyện đáng sợ nhất. Chỉ có làm cậu ta tổn thương, chúng ta mới có thể triệt để hạ gục Đường Anh Minh. Chuẩn bị nhiều huyết tương. Lão Tam, có nguy hiểm không? Đạn lấy ra rồi, nếu không chảy máu nữa, chắc không có vấn đề gì. Đại ca, anh yên tâm đi, em tin Hào Cường nhất định có thể vượt qua.
Ba, ba, ba nổ súng bắn con đi. Nổ súng bắn con đi. Bắn đi. Chị dâu, Hồng Cường nói mớ là do sốt cao. Đại ca, không có gì thì mọi người về trước đi. Chỗ này đã có em. Tôi muốn nói chuyện với ông. Lão Tam, bắt đầu từ bây giờ, bất kỳ ai cũng không được thăm Hậu Cường. Thì ra ông nổ súng giết Hậu Cường. Tại sao? Tại sao lại như vậy hả? Ông nói đi. Ông nói đi. Tại sao ông giết Hậu Cường? Ông nói đi. Mỹ Cúc, Hậu Cường đang bị sốt. Nói mớ linh tinh. Bà đừng tin nó. Tôi tin. Tại sao tôi không tin? Con người của ông chuyện gì cũng làm ra được. Hôm nay ông giết Hậu Cường, ngày mai ông có thể giết tôi. 20 năm trước không phải ông cũng muốn giết tôi sao? Ông giết. Hôm nay ông giết tôi luôn đi. Giết đi. Tại sao tôi phải giết Hậu Cường? Vì Hậu Cường không phải con ruột của ông. Cho nên ông muốn nhân cơ hội này để giết nó. Ông giết nó. Tại sao ông không giết nó? Tên Ngụy Quân Tử nhà ông, tại sao ông không giết nó? Mỹ Cúc, bà nghe tôi giải thích đi. Tôi không muốn nghe ông giải thích. Ông cũng không cần giải thích với tôi. Ông cứ luôn miệng nói nó là con ruột của ông. Ông nuôi dưỡng nó như con ruột của mình. Nhưng trong lòng ông rất hận. Ông hận chúng tôi. Ông hận. Ông giết đi. Giết chúng tôi đi. Giết hết đi. Ông giết chúng tôi đi. Giết hết đi. Giết đi. Trong lòng ông sẽ cảm thấy thoải mái. Ông giết đi. Giết hết đi. Mỹ Cúc, nếu tôi muốn giết Hào Cường, tôi sẽ không chờ đến hôm nay. Tiểu thư, Đường tiên sinh đến thăm cô. Nhị thiếu gia, Vũ Linh tiểu thư, anh trai tôi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Được. Mỹ Cúc à, hơn 20 năm rồi. Tôi đối với Hậu Cường ra sao bà cũng nhìn rõ mà. Tôi luôn đối đãi với nó như con ruột của mình. Tôi thà giết mình cũng không muốn giết nó. Chuyện hôm nay tôi vốn không muốn nói cho bà biết. Tôi sợ bà lo lắng cho hai cha con tôi. Hậu Cường làm vậy là vì tôi. Vì cửa hiệu Vinh Hoa này, vì gia nghiệp của Đường gia chúng ta. Nó mới tự nổ súng bắn mình. Ông nói cái gì? Tự nó. Đúng vậy. Tôi không gạt bà. Chuyện này là sao? Đợi Hào Cường tỉnh lại, bà có thể tự hỏi nó rốt cuộc chuyện này là sao. Tại sao Hậu Cường phải tự bắn mình? Hậu Cường, tại sao vậy con? Tại sao? Tại sao? Người đâu? Dẫn hung thủ qua đây cho tôi. Cô muốn nói thêm gì không? Tôi không có giết Dương Hồng. Tôi biết là cô thuê người giết cậu ta vì cô không muốn gả cho cậu ta. Không cam tâm với Hậu Cường nên cô xuống tay. Lão gia, ông nghĩ tôi quá bỉ ổi rồi. Dương đại ca là ân nhân của tôi, sao tôi có thể giết anh ấy chứ? Tôi biết Dương đại ca chết là vì tôi, nhưng người giết anh ấy không phải tôi. Nếu cô thừa nhận Dương Hồng chết vì cô thì là cô hại cậu ta.
Vậy thì cô còn mặt mũi gì sống ở trên đời này? Dương đại ca, tôi xin lỗi anh. Vũ Linh tôi thứ khác không biết, nhưng tôi biết làm người phải có lương tâm. Hôm đó nếu không phải tôi đồng ý gả cho anh thì anh sẽ không chết. Người phụ nữ như tôi căn bản không đáng để anh chết vì tôi. Lão gia, nếu ông muốn giết tôi thì tôi không có gì để nói cả. Cô đi đi. Nếu tôi còn nhìn thấy cô trên thuyền thì tôi nhất định sẽ giết cô. Vũ Linh, đi mau đi. Tôi không đi. Cô còn muốn làm gì nữa? Dương đại ca chết vì tôi, một mạng đổi một mạng, tôi tuyệt đối không đi. Vũ Linh, cô thật sự muốn chôn cùng Dương Hồng sao? Tôi chết thay cho người giết anh ấy. Tôi chỉ có một thỉnh cầu. Khi tôi chết rồi thì sau này lão gia đừng truy cứu nữa. Được, tôi đồng ý với cô. Chôn. Dạ. Đại ca, các người đợi tôi ở bên ngoài. Phu nhân, lão gia nói phải bảo vệ bà. Người dừng tay, đừng chôn nữa, bỏ xuống, bỏ xuống cho tôi. Hầu Kiệt là cô ta tự muốn chết theo Dương Hồng. Vũ Linh, lên đi, đưa tay cho tôi. Đừng, các anh về hết đi, các anh đừng quan tâm tôi. Bà, Dương Hồng không phải do Vũ Linh giết, vậy là ai giết? Bà nghi là con giết phải không? Vậy thì bà dựa vào đâu nói con giết? Vì Dương Hồng bị bắn chết bằng súng của con, bà nghi con thuê sát thủ giết cậu ta. Bà nghi con thuê sát thủ giết Dương Hồng, đúng không? Được, Dương Hồng là con thuê người giết. Tiêu Lệnh cũng vậy. Người của Vinh Hoa chết đều là do Đường Hào Cường con giết. Hào Cường, Hào Cường, anh. Bà, coi như bà không có đứa con trai như con. Bà muốn chôn Vũ Linh thì chôn luôn con đi. Hào Cường, anh đừng vậy mà. Anh lên đi, em cầu xin anh. Chôn. Đại ca, ra tay đi. Không được chôn, không được chôn, không được chôn. Hầu Kiệt,
Con điên rồi. Bỏ xẻng xuống. Bỏ xẻng xuống. Ba. 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 Trung. Ba. Ba, con xin thề trước mộ của Dương Hồng, con nhất định tìm ra hung thủ giết anh ấy. Ba phải tin con. Con dám khẳng định người giết anh ấy không phải Vũ Linh và đại ca. Ba, đừng giết người nữa được không? Đại ca, đại ca, Hậu Cường. Dừng xe.